Chào các bác. Em lên nhanh cho các cặp Onkyo, có mã đây là V77. Vâng, V77A nhá. Đấy, V77 thì nó có bản thường bản A. Đấy, bản này bản A thì tiếng nó sẽ chuẩn và nghe nó phê hơn. Đấy, dòng này thì có cả phân tần các bác nhá. Loa có phân tần. Tép là dòng chép đom, bát 13 màng giấy. Bát đánh cực phê luôn các bác ạ. Vâng, loa có phân tần mà. Con này về thì cái tem của nó các bác nhá. Đây là cái tem này. À, em chưa vệ sinh nhá, chưa vệ sinh. Cái tem của nó thì nó bị rơi ra đây này. Đấy, em bóc cái băng dính này thì không may cái tem nó bong ra thì em để ở đây. Thì em cũng gửi kèm luôn, thì về các bác có thể dùng 502 các bác chấm vào cho em nhá, để gắn lại cái tem cho nó. Đấy, còn hàng thì đây. Đấy. Hình thức thì đây. Đấy. Công suất của loa là 70W trở kháng là 6 ohm các bác nhá. Về các bác chỉ cần ngồi mày mò, gọi là mình lau vệ sinh đi một chút là hàng lại tuyệt vời ngay. Vỏ của loa rộng 15 này, sâu là 23.5, cao ở đây là 10, cao 27 các bác nhé, cao 27. Đấy. Còn kích thước của bát đây, bát là 13 các bác nhé, bát đo đúng tiêu chuẩn của hãng là bát 13. Đấy, màng giấy gân cao su, tép dòng chép đom. Tép này nghe rất là hay các bác, nghe rất là hay, chép đom mà tiếng rất sáng luôn. Đấy, mặt trước cái thứ là ok, phía trên này hơi bị xíu. Còn cái này băng dính thì các bác lau một tí xong, mà các bác dùng cái rẻ thôi mà một tí xong các bác lau miết miết đi là nó sạch bong luôn. Đấy, riêng hàng của Nhật nó như vậy. Để hình thức thì mời các bác nhìn qua nhá. Hàng bãi thì em cũng chẳng có gì để giấu đâu, nó có nào thì em bán vậy thôi. Cặp này là em chưa vệ sinh gì cả. Đấy, em bán xả luôn cho nhanh. Đấy, thì giá của cặp này thì giá cặp này thì để các bác là thôi, để các bác cặp này kỷ niệm một cặp nhá, V7A thì để các bác cặp này 900 rưỡi. Đấy, về các bác tự vệ sinh nhá, 900 rưỡi. Hàng có phân tần luôn. Đấy. Còn cặp trên này bác nào cần bát mộc này, đây là em cũng chưa ấy căng đâu. À, chưa chưa cắt bằng cái gọi là cái đai 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 thít. Đấy. Con này là con ngân vải à. Ngân vải. Ngân vải nhá. Đấy, nó hơi bị móp móp này. Đấy, con này là V5. Đấy, đang để ngược luôn này, tại vì hàng nó đang về nhiều quá. Đấy, thì bác làm một số cặp này thì em test cho này. V5 này cặp này thì giá là, mà thôi con này thì em chưa biết được, tại vì là phải test thử cơ. Đấy, thì nói chung là con này là em chưa bán nhé. Con này chưa bán, phải để test thử đã. Đấy, còn cặp dưới 7 gig bác nào còn lấy này. Đấy, cặp 7 gig này thì giá là 890 nhá, cặp này là 890. Bác nào lấy cặp này thì để em test cho. Đấy, còn cặp này em bán xả luôn này, dòng loa có phân tần này. Đấy, V7A này. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.